Madrid chưa từng thua 7 trận tại đấu trường La Liga kể từ khi có Ronaldo. Và thật là xuất sắc khi mà Ronaldo vừa đi, Real đã có trận thua thứ 7 tại đấu trường này với trận thua Girona 1-0 vừa qua. Mạch 8 trận bất bại liên tiếp, thắng 7 hòa 1 của Bayern Kane đã bị chặn đứng bởi một đại gia nhỏ nhưng có võ, chỉ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Qua đây Real cũng đánh mất vị trí thứ 2 vào tay Atletico luôn. Trận thua này cũng chỉ ra rất nhiều điều bất ổn cho đội hình của huấn luyện viên Solari. Mà thôi, cũng chẳng bất ngờ, vì từ khi mà Ronaldo ra đi thì Real cũng đã bất ổn rất nhiều rồi. Rodri thì ở La Liga một mình, Messi một vương quốc. Mới đây dù đã xịt một quả pen, một việc hết sức bình thường đối với Messi, nhưng mà anh cũng đã kịp chuộc lỗi với quả pen thứ hai để mang về chiến thắng cho Barca. Lionel Messi, trong 11 mùa giải liên tiếp, anh đã ghi trên 30 bàn. Một con số quá kinh khủng khiếp, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ngoài Messi ra chưa một cầu thủ nào trong lịch sử có thể làm. Những điều tưởng chừng như không thể như thế thì Messi sẽ biến nó thành có thể. Hãy cặp cho má sát thực. Hey! Tin chôn mới nhất từ cúp độc thân với trận cầu tâm điểm giữa Chelsea và Manchester United. Trong một ngày mà Pogba lên đồng với một bàn thắng và một kiến tạo đã khiến The Blue trở thành cựu vương. Triết lý Sarri đang đứng trên bờ vực tan vỡ khi mà nhận về vô số trận thua và cả những lời chỉ trích đến từ cổ động viên Chelsea. Đúng thật chứ, cứ chăm chăm cầm bóng làm gì khi mà đối phương mới là đội cầm tỷ số. Rồi từ một tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, Sarri lại thích chơi lớn cho Kante lên đá tấn công. Xem ra cái ngày mà Sarri được nhận tiền đền bù hợp đồng sẽ không còn xa nữa. U22 Việt Nam vừa có trận đấu đầu tiên tại giải U22 Đông Nam Á. Mới trận mở đầu thôi mà chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ trẻ tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lại bị gây bất nhập, nên là chỉ có thể chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội. Và điều gì đến cũng phải đến, chúng ta ăn ngay đòn hồi mã thương đến từ Philippines. Nhưng may thay, nhờ sự thay đổi người hợp lý, các cầu thủ U22 đã lội ngược dòng thành công trong 4 phút để thắng lại 2-1. Vẫn còn nhiều vấn đề mà các cầu thủ trẻ cần phải học tập thêm, và còn những áp lực từ lớp đàn anh quá thành công sẽ khiến các em gặp khó khăn. Nhưng mong là các em sẽ vững vàng ý chí, chăm chỉ luyện tập, tỏa sáng trên sân cỏ để không phụ lòng người hâm mộ. Cú lừa đầu tiên của V-League năm nay đã mang tên Nguyễn Trọng Hoàng. Anh đã đến với Sông Lam Nghệ An, ăn tập ở đây, được đăng ký vào danh sách thi đấu ở mùa giải mới. Vậy mà thế méo nào, cuối cùng anh lại chuyển tới thi đấu cho Tân Binh Viettel. Viettel, hãy nói theo cách của bạn và lật kèo theo cách của chúng tôi. Nhưng mà đùa vui thế thôi. Thật ra đây là một câu chuyện buồn của Trọng Hoàng. Anh tự lấy tiền của mình đền bù hợp đồng với Thanh Hóa. Anh chấp nhận giảm lương 2 lần để được cống hiến cho đội bóng quê hương và được chơi bên cạnh gia đình của mình, vì Hoàng Bò chỉ mới cưới vợ mới đây thôi. Thế nhưng mà tình cảnh tài chính của Sông Lam Nghệ An đang rất khó khăn nên không thể giữ Trọng Hoàng ở lại. Thế nên Trọng Hoàng đành khăn gói quả mướp ra thủ đô thi đấu. Mà cũng phải đợi đến hết lượt đi thì anh mới được ra sân thi đấu, bởi vì V-League đã hết hạn đăng ký cầu thủ nội. Thật là buồn của Hoàng. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về anh Tư Thẻ. Anh Tư Thẻ là một anh chàng mang dòng dõi quý tộc, sống trong một gia đình hoàng gia bề thế nhất nhì xứ Tây Ban Nha. Anh Tư Thẻ có vẻ ngoài cực kỳ nam tính, manly. Hồi xưa để tóc dài nhìn hơi luộm thuộm một tí thôi, bây giờ cắt tóc để râu gọn gàng đi gái theo hàng đàn. Anh Tư Thẻ là một người rất yêu màu đỏ, thích chặt củi và thích thử lòng trọng tài. Ấy vậy mà ra ngoài đường cứ thấy thằng nào ngứa mắt là anh nhất định phải chém cho bằng được. Ở La Liga thì anh Tư là vua thẻ đỏ với 20 lần thử lòng trọng tài và cái kết đi tắm sớm.
Ở Champions League thì anh thử lòng trọng tài 3 lần. Còn ở cúp nhà vua, anh cũng nhẹ nhàng ăn hai thẻ đỏ. Còn nhớ năm ngoái anh tư vật đứa con cưng của ông Klopp bên xứ sở Merseyside, làm nó bị trẹo tay phải điều trị vài tháng. Ông Klopp và các thần dân bực lắm, tức lắm, nhưng mà cũng không làm gì được. Mà anh tư thẻ lần đấy lại không bị thẻ đỏ mới hay. Nhờ niềm đam mê ấy của mình mà giờ anh tư đã trở thành người nhận thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử Real Madrid, nhiều nhất lịch sử của đội tuyển Tây Ban Nha, nhiều nhất lịch sử La Liga, nhiều nhất lịch sử các trận El Clasico và nhiều nhất lịch sử Champions League. Vâng, một bản thành tích cực kỳ đáng nể mà bất cứ thanh niên nào cũng phải chùn chân khi đối đầu với anh tư thẻ. Mọi người cứ chửi, mọi người cứ ý kiến, nhưng mà anh tư thẻ vẫn bỏ ngoài tai, một lòng một dạ theo đuổi đam mê chặt củi và sưu tầm thẻ đỏ của mình. Chắc chắn những con số và những kỷ lục kia vẫn sẽ còn tăng lên, bởi vì chỉ cần vẫn còn thi đấu, tư thẻ sẽ làm tất cả mọi việc được coi là xấu xa nhất để giúp cho Real Madrid, giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha có được những chiến thắng.